Hoa tươi là món quà phổ biến dành tặng cho những người phụ nữ trong ngày 8 tháng 3. Và năm nay, theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, hoa tươi rất đa dạng, giá cả phù hợp với xu hướng. Anh Hòa đang chọn cho mình những bông hoa tươi thắm nhất dành tặng vợ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Ngoài những lời chúc hay những món quà, thì hoa tươi luôn là một phần không thể thiếu để gửi gắm tình cảm tới những người phụ nữ. Mỗi dịp lễ như thế này, tại các cửa hàng hoa, đâu đâu cũng là hình ảnh những người đàn ông chăm chú, tỉ mỉ chọn từng bông hoa tặng mẹ, tặng vợ. Theo mình nghĩ thì những ngày lễ ấy, thì ngoài quà ra thì có những cái bông hoa thì nó làm cho cái không khí trong gia đình với nhìn cái nhà nó ấm cúng hơn. Thì mình thích là ra tận nơi nhìn cái bộ lặng hoa đẹp thì mình chọn luôn. Cảm giác là mình được đi chọn cái bông hoa yêu thích thì vẫn thích hơn. Tôi thì luôn cũng thích hoa và vợ tôi cũng thích hoa nên là 8 tháng 3 nào tôi cũng đi chọn cho vợ tôi một bó hoa tươi và đẹp nhất thì cũng thể hiện tình cảm của tôi với vợ. Thị trường hoa năm nay rất đa dạng, từ mẫu mã, chủng loại cho đến giá cả. Chỉ khoảng từ 600.000 đến 1 triệu đồng là đã có một lẵng hoa tươi, hoa bó dao động trong khoảng từ 200.000 đến 800.000 đồng một bó. Dịp 8 tháng 3 năm nay, hoa tươi đắt hơn hẳn so với những năm trước, nhưng không vì thế mà sức mua giảm đi. Lượng hoa các cửa hàng bán ra vẫn tăng mạnh so với ngày thường. Năm nay cửa hàng tôi coi như là năm nay cũng là năm dịch, nhưng mà cũng hơi khó khăn vì vận chuyển hàng với cả là những cái hoa nhập có thứ thì cũng vận chuyển cũng hơi khó khăn, thế nó đắt. Để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, các cửa hàng hoa hiện nay còn giao hàng tận nơi, phục vụ những người không có thời gian tự tay chọn từng bông hoa tươi. Cũng do tâm lý lo ngại dịch bệnh, nhiều người hạn chế ra đường, dịch vụ giao hàng tận nơi của các cửa hàng cũng lựa chọn nhiều hơn. Hiện nay thì mình thấy là khách họ cũng có hai cái hình thức mua hoa, cả về online cũng như là tới tại cơ sở của shop để mua. Nhưng mà mình cảm thấy là hiện tại thì cái hình thức mua online thì đang thịnh hành hơn. Dịch vụ giao hàng tận nơi của các cửa hàng cũng được lựa chọn nhiều hơn. Cho dù bằng phương thức nào đi nữa, thì những bó hoa cũng là tình cảm mà những người đàn ông dành tặng cho một nửa thế giới. Dù là ngày thường hay những dịp lễ Tết, những bông hoa hay những món quà cũng là nơi để gửi gắm sự yêu thương, quan tâm và sẻ chia đối với những người phụ nữ.